Đình Vũ xin chào tất cả mọi người. 6 giờ sáng ngày 30 tháng 9 2024, cầu phao Phong Châu bắt đầu hoạt động. Đây là cây cầu tạm thời được sử dụng để thay thế cho cầu Phong Châu bị sập vào ngày 9 tháng 9. Cầu phao Phong Châu được lắp đặt cách vị trí cầu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng. Trong những ngày qua, chắc hẳn đã có rất nhiều người mong chờ cầu phao đi vào hoạt động để giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Sau khi cầu Phong Châu bị sập, đã có nhiều người hàng ngày phải đi đường vòng vài chục km, mất nhiều thời gian. Cầu phao này được lắp đặt bởi Lữ đoàn Công binh 249, binh chủng công binh. Cầu phao Phong Châu nối hai bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Để lắp được cầu phao, Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn 249 xác định sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố để khớp nối, lắp ghép các đốt khơi lại và cố định tạo thành cầu phao hoàn chỉnh. Lịch trình hoạt động của cầu hàng ngày dự kiến từ 6 giờ đến 22 giờ. Đồng thời, đơn vị vận hành cầu phao sẽ tổ chức cắt cầu cho các phương tiện đường thủy lưu thông hàng ngày từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày, công binh sẽ tiến hành nối cầu để phục vụ người dân đi lại. Các phương tiện được phép lưu thông trên cầu gồm xe máy, xe thô sơ được di chuyển theo 2 chiều với tốc độ tối đa là 5 km/h, ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu theo 1 chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông là 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30m, tốc độ tối đa cho phép là 10 km/h. Tất cả các phương tiện khi lưu thông qua cầu đều phải tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh chia sẻ, tính từ 6 giờ đến 7 giờ 30 đã có 8.200 lượt xe máy, 2.200 lượt ô tô quay lại trên cầu phao. Như vậy, chỉ sau 90 phút thông xe, cầu phao Phong Châu đã đón hơn 10.000 lượt phương tiện đi lại và lượng xe qua lại ngày càng đông. Qua những con số này có thể thấy, nhu cầu mọi người đi lại qua khu vực này là rất lớn. Tạm thời trước mắt, cầu phao Phong Châu sẽ giải quyết được một phần nào nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian chờ đợi cầu Phong Châu mới được xây dựng. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, lực lượng binh chủng công binh sẽ trực 24/7 để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại cầu phao. Sau 22 giờ, khi có trường hợp cấp cứu, vẫn mở cho xe lưu thông qua cầu. Bà Lê Thị Đán thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao chia sẻ, sau khi cầu Phong Châu sập vào sáng 9 tháng 9, chúng tôi muốn sang bên kia huyện Tam Nông phải đi vòng rất xa, quãng đường lên đến 50 km. Sau khi biết tin cầu phao thông xe, chúng tôi rất mừng, rất phấn khởi. Giờ có cầu phao, học sinh, công nhân không còn phải vất vả đi học, đi làm. Cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động không những được rất nhiều người dân sống ở khu vực này mong chờ, mà còn được rất nhiều người ở các địa phương khác trên toàn quốc theo dõi. Trên một số trang mạng xã hội, mọi người để lại bình luận như sau: không hiểu sao thấy bài này mình vừa vui mà vừa thương, rơm rớm nước mắt, cảm ơn bộ đội rất nhiều. Tối lại bỏ ra cho tàu chạy rồi lắp vào, nước thì dòng chảy xiết, quá vất vả. Chúc mừng các đồng nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ, ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là an toàn bảo vệ tính mạng cho những người đi qua lại trên cầu. Quá tuyệt vời luôn, cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn các chiến sĩ đã gấp rút hoàn thành cây cầu tạm cho dân đi lại đỡ vất vả. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cầu phao lắp đặt chậm, cần 20 ngày sau khi cầu Phong Châu bị sập mới lắp đặt xong cầu phao. Cầu phao lắp đặt phải nhanh, phải cơ động, sử dụng được ngay, chứ chậm trễ thế này mà có chiến tranh xảy ra thì quân địch đến nơi rồi vẫn chưa xong cầu phao. Mọi người nghĩ sao về một số ý kiến như vậy? Riêng cá nhân mình thấy rằng những người đưa ra ý kiến đó đều chưa tìm hiểu rõ về sự khác nhau của cầu phao được lắp đặt phục vụ chiến đấu và cầu phao lắp đặt phục vụ đi lại hàng ngày của người dân, đưa ra ý kiến mang tính chất cá nhân, không chuẩn xác. Nếu chỉ lắp đặt để phục vụ phương tiện chiến đấu thì làm sẽ rất nhanh, phương tiện chiến đấu đi qua thì có thể sẽ thu cầu phao lại ngay. Còn đây là lắp đặt cầu phao cho rất nhiều người dân đi lại hàng ngày, và ít nhất cầu phao Phong Châu cũng phải hoạt động tầm 1 năm nữa trong thời gian chờ đợi xây cầu mới. Vì vậy, phải lắp đặt cầu phao sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đường dẫn lên và xuống cầu cũng phải dễ dàng đi lại. Ngoài ra còn phải lên các phương án tổ chức giao thông trên cầu mỗi ngày, phân công đơn vị điều hành túc trực 24/7 để phòng các sự cố bất ngờ xảy ra. Chưa kể sau khi cầu Phong Châu bị sập thì tình hình bão lũ trong khoảng thời gian đó vẫn hết sức phức tạp. Mọi nguồn lực tập trung cho việc tìm kiếm những người bị mất tích. Lúc đó dòng nước chảy rất mạnh và vẫn tiếp tục dâng cao, nên việc lắp đặt ngay cầu phao tại thời điểm đó là không hề dễ dàng. Chúng ta phải dành những lời khen, những lời cảm ơn đến các chiến sĩ đã làm việc cả ngày lẫn đêm để bây giờ cầu phao Phong Châu đã chính thức đi vào hoạt động, giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện và dễ dàng hơn. Mọi người hãy cùng Đình Vũ điểm lại một số thông tin quan trọng trong vụ việc sập cầu Phong Châu. Khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9 2024, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ bị sập, trụ T7 và hai nhịp giàn chính bị cuốn trôi. Tại thời điểm cầu bị sập, trên cầu đang có 10 phương tiện di chuyển, trong đó có một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô và một xe máy điện. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người bị rơi, nhưng may mắn
bám được ở thành cầu, còn 8 người khác thì mất tích. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện về việc tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm những người bị mất tích. Lực lượng quân đội và công an tiến hành dựng trại dã chiến gần hiện trường để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Mọi người hãy cùng nghe một số người sống tại gần khu vực cầu Phong Châu chia sẻ lại về sự việc sập cầu. Anh Phan Văn Vinh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kể lại: "Sau khi nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra bờ sông xem có chuyện gì xảy ra thì thấy từ bên trên phía cầu Phong Châu chảy xuống có 4 đến 5 người đang vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Có một cháu gái khoảng 20 tuổi, lúc đó chỉ cách tôi khoảng hơn 10 mét. Tôi định nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết, sóng lớn nên vợ tôi đã kéo tôi lại. Chúng tôi không biết cách nào để cứu được cháu, chỉ biết chạy theo. Sau khi vùng vẫy giữa dòng nước khoảng gần 1 phút thì chúng tôi không nhìn thấy cháu nữa." Chị Nguyễn Thị Thủy, huyện Lâm Thao, Phú Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh sau khi sự việc xảy ra. Chị Thủy cho biết: "Tôi đang làm ở nhà thì nghe tiếng uỳnh rất lớn. Chúng tôi chạy ra. Ra đến nơi thì có 3 đến 4 người đang trôi giữa dòng nước. Lúc đó chỉ biết hô hoán mọi người nhưng không thể cứu được do dòng nước lớn." Đến ngày 23 tháng 9, công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ sập cầu Phong Châu. Như vậy vẫn còn 4 người đang mất tích chưa tìm thấy. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ sẽ thành lập 3 tổ tuần tra cơ động tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc hai bên bờ sông Hồng. Thợ lặn của công an tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ được giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực cầu sập. Chiều ngày 24 tháng 9, Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp trục vớt cầu Phong Châu bị sập. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 88 cán bộ, chiến sĩ, 2 tàu 400 tấn, 1 tàu 750 tấn, cầu 450 tấn, cần cầu máy đục 450 tấn cùng nhiều phương tiện để tiến hành phá dỡ bê tông mặt cầu bị sập và tìm kiếm những người mất tích. Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép có chiều dài 375,36m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Phần đường xe chạy là 7m, lề người đi mỗi bên là 1m, bề rộng mặt cầu là 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp, trong đó 2 nhịp 6 và 7 được chế tạo từ 2 nhịp dàn giản đơn 64m do Bungary chế tạo. Cây cầu này nằm ở khu vực trọng yếu nên lượng người và xe cộ qua lại là rất đông. Sự cố sập cầu Phong Châu là sự cố không ai mong muốn, một phần lớn bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ sau cơn bão số 3, cơn bão Yagi, nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên nhân vấn nạn khai thác cát lậu công khai từ lâu ngay tại khu vực chân cầu. Ngoài ra còn vấn đề xe quá tải trọng hoành hành gây hư hại cho cầu. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn khi giải quyết sự cố cầu Phong Châu và giám định nguyên nhân sự cố sập cầu Phong Châu, phân định trách nhiệm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Đình Vũ. Đừng quên subscribe kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.